Bên quý vị có thấy hình không? Bên đã thấy được hình chưa? Đang say ha. Thôi chờ tí. Ok. Hôm nay chỗ Trúc mạnh này nè. Thường Trúc là không khi nào mà nó xem được trước hết đấy. Nay nghiệp tới rồi. Hello thầy ơi, Thì nghe em có anh đang muốn xin học cái thầy mà lớp tay một có hai cái lời chỉ thăm do trả anh đúng sản dụng. nói gì nghe được chết liền á, nó giật 10 chữ thì nó giật hết mẹ 7 chữ rồi. Còn có 3 chữ là tăng Dạ giật có cái có anh đang muốn xin học lớp một chắc anh đang đứng hết với thầy thầy cái nợ chỉ vô lớp một tại con đường bắt đi tên luôn Ê, nó nói gì quý vị? Ai cái anh vô gì vậy? Ai vô gì đó quý vị? Ghi lên giùm tôi, tác lên giùm tôi, nó nói gì vậy? À, nay có nhân vật mới hả? Ủa, Tân Nguyễn này. Tân Nguyễn là Tân hả? Tân Nguyễn là con hả Tân? Thế giờ Tân này là Tân mới nữa. Rồi rớt ô là ăn luôn. Rất quẹo. Alo, bên quý vị có nghe chăng? Đây đang lên điện thoại. Bên cái máy tính nó rớt tiêu rồi. Bên nó rớt không biết chừng nào mà nó lên luôn á. Hy vọng là sẽ lên sớm này quý vị có thể xem được hình ảnh ha. Vậy thôi chứ nhiều khi chút xíu điện thoại nó cũng rớt nữa.
rồi nghe đỡ, bên cái điện cái thoại điện đi. thoại đi cái thoại nào quý vị mà đặt câu hỏi xong hết rồi thì cứ cho hay nha. Nhiều quý vị bận chơi game thành ra không có học được, cho nên nhìn nó đó biết hết à. Hôm trước là chúng ta có cái phần mà nghiệp duyên đưa đẩy tạo ra cái hành động nghiệp rồi ha. Đã tới phần đó rồi, bây giờ là mạng nó cũng đang bị xám màu luôn rồi. Bến còn nghe không? Đỡ rồi, xanh trở lại rồi. Tôi nghĩ là chắc cái gì cũng có cần nhu cầu nói đâu ha, cho nên thôi tôi khỏi vô trong cái lab chi. Tôi sẽ qua cái phần tay quật thôi, tôi đỡ vô máy cho nó bớt mạng. Rồi bây giờ mình đi tiếp kịp chưa, xong hết chưa, có ai hỏi gì đó mình hỏi nha. À nếu mà tôi không có chia sẻ màn hình cái gì đâu có thấy ha, quên nhỉ. Quản lý thành viên
ai có câu hỏi gì thì gửi gấp, rồi gửi lên chat. Cố gắng chia sẻ cái màn hình. Nãy im quá, học bên lượng giá im quá, qua đây con học dở rồi. Trời ơi, tôi chia sẻ màn hình mà bây giờ nó quay tròn tròn. Nó không hiện lên được cái ô luôn. Thiệt chứ. Nó tôi đọc đi. Tôi đọc, tôi đánh, tôi cốp lên cho quý vị ha. Nay chúng ta đi tiếp cái phần này là phách thú của nghiệp duyên. Phách thú của nghiệp duyên. Thứ nhất á là duyên. Duyên này là duyên gì? Đây là nghiệp duyên. Nghiệp duyên. Thứ hai, thực tính pháp của nghiệp duyên. Thực tính pháp của nghiệp duyên. Nghiệp duyên. Cái thứ ba là trí tuệ Đức Phật. Trí tuệ Đức Phật. Để vượt ra khỏi nghiệp. Để vượt ra khỏi nghiệp. Này, ba thứ. Rồi cái này khai thác ba thứ này nó cũng mệt mỏi nha nè. Thiếu chữ phát thú rồi ha, phát thú nghiệp duyên, cấp thú hẹn ra thiếu hết đủ rồi. Okay. Phát thú của nghiệp duyên thì cái duyên, cái thực tính pháp của cái nghiệp duyên và trí tuệ của Đức Phật, trí tuệ của Đức Phật. Rồi ba cái. Rồi bây giờ mình phân tích cái này xí ha. Phân tích này xí. Rồi sao ta? Quý vị có biết cái tế bào thần kinh không? Cái tế bào thần kinh ấy. Ai tìm giúp tôi cái hình tế bào kinh ấy, quăng lên trên đó dùm cho mọi người nhìn cho nó dễ nè. Tôi giảng á quý vị tưởng tượng dễ. Cảm ơn tỷ. Cảm ơn tân. Đấy, đó là cái tế bào kinh. Được ha. Thì duyên, nghiệp duyên là một cái sợi dây đó. Cái tua gai đó quý vị thấy không? Cái tua gai đó, cái synapse rồi đó, cái tua gai, cái synapse rồi đó, là mấy cái sợi 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 đó mà nó nối kết với nhau á, nó nối kết với nhau á, được chưa? Có ghi âm rồi, có ghi âm. Thì bên cái chỗ của tân đấy, cái hình cũng là mô phỏng đó, cái bòn kinh đấy ha. Nó có dây nhợ ra đó, thì duyên á chính là mấy cái dây nhợ đó đó, duyên là mấy cái dây nhợ đó đó, được chưa? Mà cái cục ấy đó, cái cục ở giữa đó, cái nhân ấy đó
nó là chính là cái thực tính pháp á, nó là cái thực tính pháp. Vậy tiếp cận cái này á, tiếp cận hai hướng, hướng hiệp thế, hướng siêu thế nha. Hiệp thế trước đi, hiệp thế thì cái thực tính pháp ấy đó là cái gì? Là những cái chuyện thiện và những cái chuyện bất thiện ở trong đời, chuyện thiện, chuyện bất thiện, chuyện du ký, thiện bất thiện du ký, được chưa? Tiếp cận ý cái góc độ đó thì thực tính pháp đó là ba: thiện là bất thiện là du ký. Rồi quý vị hiểu cái chỗ đó chưa? Vậy thì đó, duyên là mấy cái sợi dây đó, nó đưa đến cái chuyện á là các cái nút đó, đó là thiện bất thiện là vô ký, được chưa, ổn chưa? Rồi đó, bây giờ là trí tuệ Đức Phật là giúp chúng ta vượt ra mấy cái nút đó, vượt ra cái mạng lưới ràng buộc chằng chịt đó, vượt ra cái mạng lưới ràng buộc chằng chịt đó bằng cái gì? Trí tuệ Đức Phật. Vậy thì quý vị gộp ba dấu cộng này được, giải thích cho tôi được chưa? Góc độ hiệp thế được chưa? Hiệp thế này là thánh đế đó nha, chứ không phải là thế tục đế đâu nha. Đó, góc độ thánh đế mà trong đời thường ấy nó là vậy đó. Chưa nữa hả? Chưa nữa hả? Có ai hiểu không? Nãy giờ tôi nói có ai hiểu không? Cho tôi một cái an ủi ơi, có ai hiểu không? Con không hiểu luôn ha. Không hiểu cũng tốt đó. Nãy giờ nói quá trời cũng không hiểu gì hết ha. Để này ghi cái lần nãy mắc hiểu hả? Thiệt hả? Rồi còn ai khác nữa không? Hết rồi đó hả? Nguyên room là được có nhiêu vậy thôi hả? Tôi không có nhìn cái room, tôi nhìn cái màn hình nè, với tôi nhìn cái chat thì hết luôn rồi, không còn hết cái room nữa. Tôi cũng chẳng biết ai đang ngồi nghe ở bên. Có bà Quỳnh Trang nữa kìa, quý hóa quá. Hiểu chút chút hả? Là chút chút mới hiểu đó phải không? Các bạn khác hay sao? Trời, có ai hiểu không? Hiểu mà còn mơ hồ hả? Chưa rõ hả? Chưa kịp chỗ liên hệ. Ok. Này, nhớ cái hình cũ không? Nhớ cái hình cũ không? Mà cái hình cũ thì không được, cái hình cũ là nó là siêu thế rồi, bây giờ là làm cái hiệp thế đi. Ai ai có hiểu rồi đó thì cho cái vui 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 xíu à. Bây giờ nó là sự vật hiện tượng, thì nó có một cái mối dây đi qua bên kia. Được chưa? Được không? Được không? Cái mũi tên á, cái ô vuông là cái mũi tên ấy. Rồi.
Bây giờ đó là cái sự vật hiện tượng này nó có tính thiện hoặc bất thiện, tức là nó có tính thực tính của nó đó. À, cái thực tính đó, tính của nó. Rồi, bên kia cũng có cái thực tính của nó. Bên nào cũng có cái thực tính của nó. À, tính của nó. Sự vật hiện tượng đó, nó có cái thực tính của nó. Cái thực tính đó, đó là thực tính thấy thường. Thực tính đó, nó bao gồm gì? Thực tính là tính chất thật. Thực tính nó gồm gì? Gồm thiện, bất thiện, diệu ký. Ok, đấy, nó là trong đời, nó là trong đời, được chưa? Rồi đó, khi mà mình có trí tuệ Đức Phật, trí tuệ Đức Phật, trí tuệ Đức Phật lúc này đó mình dùng cái trí tuệ Đức Phật này nè, à, mình để mình vượt ra, mình vượt ra sự ràng buộc của nghiệp. Sự ràng buộc của nghiệp. Vì sao mình vượt qua được sự ràng buộc của nghiệp? Tức là do mình lựa chọn, do mình chủ động lựa chọn, lựa chọn theo trí tuệ, theo trí tuệ chứ không phải dẫn đường, chứ không phải bị dẫn đường, bị dẫn đường. À, dẫn đưa là đi theo nghiệp, hay mình chọn là chọn theo trí tuệ, không có đi theo nghiệp. À, đi theo nghiệp là khổ lắm. Mình không có đi theo nó. Chết rồi, nó chạy lại vô trong đây. Cái chữ thực tính phía sau nó chạy rồi, nó chạy lại chữ duyên là sai rồi đó nghe. Cái chữ thực tính là nó nằm ở chỗ sự vật hiện tượng là sự đích á, nghe nhớ nha. Rồi giống như cái synapse với cái tế bào thần kinh không, nó được nối với nhau, nó được nối với nhau bởi các synapse, à, các cái móc gai. Thì đó là các synapse, các móc gai đó là duyên, các tế bào thần kinh đó to bự đó là sự vật hiện tượng, được chưa? Được chưa? Nó nối kết lại với nhau. À, được không, được không? Ừ, cảm ơn tí. Ok ha. Vậy thì đó, đây là ở trong đời nha, ở trong đời nha, nhưng mà dùng siêu lý nha. Tức là dùng trí tuệ, dùng thánh đế đó, dùng trí tuệ Đức Phật để nhìn, dùng trí tuệ Đức Phật để nhìn thì mình sẽ thấy đó, sự vật hiện tượng ở trong đời nó có liên đới với nhau về duyên, được chưa? Sự vật hiện tượng ở trong đời đó, nó có tính thiện, tính bất thiện, tính vô ký. À, và ai vậy ta, ai ở chỗ cái sự vật hiện tượng vậy, ai ở chỗ đó vậy, ai ở chỗ đó vậy Tân, ai ở chỗ đó vậy con? Ồ, tâm ha, tâm ở chỗ đó đó, tâm chỗ đó. Có ai khác ở chỗ đó nữa không? Thấy nhi nhắn mà dập Tân quấn quốc tâm vô cái nó nghĩ nghĩ nhắn luôn rồi. Ồ, con ha. Ồ, trời cưng ha. Cảm ơn. Mình ở chỗ đó đó. Mình ở chỗ đó đó, mình đang nói trong đời mà, mình đang nói trong đời, chưa 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 vô siêu lý nha. Chưa vô siêu lý nha, vô siêu lý nó mệt hơn này, mệt lắm, mệt lắm. Nên mình nói trong đời, nói trong đời. Đó, vậy thì mình ở chỗ đó đó, được chưa? À, tức là những cái mình khác, những cái mình khác, những cái thứ mình âm binh dịch vật khác mà nó dây mơ rễ má, mà nó làm cho mình rất là mệt mỏi ha, mình làm mình rất là mệt mỏi, thì cái mình âm binh dịch vật kia đó, à, nó thiện hay nó bất thiện hay vô ký biết, nhưng mà nó có duyên với mình, à, thành ra là mình thấy mình mệt mỏi đó là mình bất thiện rồi đó, đúng không? Vậy thì đám cái đám mà sự vật hiện tượng mà âm binh dịch vật cái đó, nó có duyên với mình, nó có duyên với mình, đi theo thực tính, đi theo thực tính. Vậy quý vị vẽ lại sơ đồ rồi,
cái gì vẽ lại sơ đồ tôi mới nói à. À, theo theo cái đó đó, copy dán dán xuống cái sửa đây thôi à. Copy dán xuống này trong cái viên đó đó thì nó có cái nghiệp viên ha, nó có cái nghiệp viên à. Ủa quý vị hiểu không? Đây là anh thấy thường nha, đang thấy thường. Đó. Như vậy thì ai đó đó là thiện bất thiện là vô ký ha. Duyên. À, duyên này có nó có nghiệp duyên nó trợ ra mình ảnh hưởng lên mình à, thiện bất thiện vô ký à. À, cho nên đó là cái chỗ này rồi làm sao là để mình vượt qua làm sao dùng trí tuệ Đức Phật vượt qua. Bây giờ đó là ở trong đây sư chỉ nói với mình đó là dùng trí tuệ Đức Phật để vượt khỏi cái nghiệp duyên, vượt khỏi cái nghiệp ha, vượt khỏi cái nghiệp. Vấn đề là bây giờ câu hỏi đặt ra dùng trí tuệ Đức Phật vượt khỏi cái nghiệp sao? À, hay, rất hay, rất hay. Dùng trí tuệ Đức Phật, trí tuệ Đức Phật vượt ra khỏi nghiệp như thế nào? Dùng trí tuệ Đức Phật vượt ra cái nghiệp như thế nào? Rồi, đâu quý vị thử à, quý vị thử trả lời ơi. À, dùng trí tuệ Đức Phật vượt ra khỏi cái nghiệp đó như thế nào? Nãy thấy có ai đó quánh á hả? Ai quên mất tên nữa nè. Rồi dùng sao đây? Ai có phương án giải quyết không? Ai có phương án giải quyết không? Hay lắm nha, hay lắm. Đang nói trong đời nha, đang nói trong đời chưa nói siêu lý nha. Nói siêu lý mệt ha. Nói siêu lý lười nói. Tại vì nói siêu lý không ai nhớ bài á đó. Lười nói. Nói trong đời cho nó khỏe khỏi trả bài ai hết mất công. Mất công gây thù chuốc oán. Ai ha, ai có phương án ha, bây giờ giờ nói phương án trước cũng được ha, phương án mình xử lý nó sao. Trước một cái câu hỏi đó mình phải có cái phương án xử lý ha, rồi mình mới bắt đầu vô mình xử lý. Thì mình có thể mình nói cái phương án trước á để mình đi xử lý mà dài 16 mét 50 rồi xong cái tôi nói sai rồi nó cũng kỳ ha. À hết, quên tôi đâu chia sẻ màn hình chi mà tôi vô trong đây cho nó nặng máy. À dành tới không tiếp nhận nghiệp phòng hộ lần sau không hiện hình giống mình à.
chưa có thiện xảo. Còn ai không? Xin mời. Ai có à? Mông này cũng đông quá ha. Thấy có hai chư vị đánh lên, mấy chư vị khác à, ủa một chư vị đánh lên là tôi chưa có thành ra còn một chư vị thôi. Có tỷ lên nữa rồi nè, tỷ góp mặt vô diễn đàn ơi. Nhớ nhà đang ở đời nha. Mấy quý vị khác hay sao? Mấy quý vị khác nãy giờ có hiểu không? Đi từ chính mình nè, đi từ điều kiện thành nguyệt. Để vào cách thức hoạt động của nghiệp. Lớn mà gần thì nó trụ trước nghiệp, nào nhỏ mà xa thì nó trụ sau. Chưa đủ ha, này tiếp cận cục bộ. Bạn Khánh Toàn nãy giờ nghe có hiểu gì không con? Rồi Hà nè, Hà nghe Hà hiểu gì không nè? Ai nữa không? Ai lạ lạ nữa không? Hết lạ ơi. Sương sương ha, mừng. Đầu tiên là đi học để biết coi có cái duyên nào, nhân nào quả nào, biết sương sương là chúng nó liên kết với nhau mới chặn được như hạt sồi. Hà không hiểu gì hỏi nghe. Chưa à, quý vị chia như vậy là nó chưa có mịn. Quý vị chia như vậy là quý vị nhìn chưa có rộng, nhìn chưa có đủ. Quý vị phải chia cho nó được đầy đặn hơn, đầy đặn hơn. Mặc dù là nữa đi trả lời thì nó cũng có nhiêu đó thôi à, không có gì mà nó mới lạ hơn hết à. Nhưng mà khi mà mình nhìn nó kỹ á thì nó rõ hơn à. Hôm bước cần biết quy luật của nghiệp nghiệp duyên. Chờ ha. Ok, chờ con đang đánh đi hay chờ đi uống nước hay không biết. Trời đất ơi, nó chờ thì chờ là thưởng đâu. Tưởng đâu hơn kêu thì chờ thôi. Có ký, có Hà, có Nhi đang trả lời cái gì nè. Chờ đâu trước ha. Quý vị quên mất rồi. Quý vị quên mất rồi, quý vị không để ý rồi. Tôi có copy lại quý vị á, là có cái gợi ý chậm đi trả lời à, cái gợi ý để quý vị phân tách. Chứ mà nói như quý vị đó là ai làm cũng được hết á, ai cũng có thể nói được như vậy hết, nhưng nhìn không rõ, nhìn không rõ. Tôi muốn quý vị khai thác một cái chiều kích ấy, khác hơn mà nó rõ hơn, mà nó đủ hơn ha, cho người ta nhìn thấy nó đủ trọn vẹn hết như vậy đó. À,
Con cứ 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 nghe thấy cái chỗ nào không hiểu con hỏi lại, cũng không có gì thuật ngữ lắm đâu. À, này trong đời không mà chưa chưa đâu, thì bây giờ thầy mới ngán á, thì không có vô thầy nói bên siêu lý nhiều á, thực tính pháp trong siêu lý nó khác nữa con ơi. À, qua bển nó cái là phải học á. À, ai không học thì cũng không biết gì hết, hoặc là học rồi mà quên rồi đâu nhớ gì đâu. Thành ra tôi trả lời bên siêu lý tôi mệt lắm. Cho nên là thôi tôi đi trong đời cho nó an vui một xíu. Còn ký hả? Rồi chờ ký trả lời luôn đi rồi tôi nói rồi. Quý vị cứ hằng suy nghĩ xem mình chia cách nào nữa à. Quý vị kéo lên cái phần mà tôi copy qua cho quý vị đó là có gợi ý đó. Lựa lựa chọn theo trí tuệ là lựa sao á, trời trời chỗ đó đó tôi đang cần cái chỗ đó, lựa chọn theo trí tuệ là lựa sao không. Vậy là bắt chưa được cái chỗ rồi, bắt chưa được cái chỗ còn mấy quý vị ha. Ok, Mỹ Phương phân tích ra, phân tích ra Mỹ Phương ơi, gần trúng rồi con ơi. À, gần trúng rồi, trời ơi cuối cùng cũng có đứa nó trúng được hả. Quý vị thấy tôi ghi cái chữ không, người bên đây mà qua cái mình bên kia đó, ở dưới nó luôn có cái chữ thực tính đi theo đó, quý vị có để ý không, luôn 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 có cái chữ thực tính đi theo đó, tôi đâu có bỏ cái chữ thực tính đâu. À, là ai đó đó mà làm duyên với mình đó, chứ đích luôn luôn có cái chữ thực tính đó quý vị nhớ không, kéo lên coi phải không đó. Đó, cái chữ thực tính đó là trí tuệ Đức Phật đó, trời ơi trí tuệ Đức Phật chỗ đó đó. À, không có cái đó là mất tiêu rồi, đâu có lựa được đâu, trí tuệ Đức Phật, trí tuệ Đức Phật. Rồi bắt đầu trí tuệ Đức Phật cái nè, ra mấy trường hợp đang lựa nè, trời ơi mình nói mình lựa mà không có cái gì trơn rồi sao lựa. Quý vị hiểu không? Mấy trường hợp 3 lại 3 đó nha. Like ra vô con ơi, like vô con ơi. Chưa 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 qua lời nói hành động ý niệm đâu con, bắt đầu nhân cái đó 3 nữa là 3 x 3 x 3 nữa đó con. Này mình mới là 3 x 3 thôi, đừng nhanh nhanh vội quá, 27 là chịu không nổi đâu. Bây giờ là mới bắt đầu lửa, đúng rồi, người thiện ha, người thiện làm duyên ta bất thiện, lựa không, lấy cái đó không, lấy cái đó không, lấy cái đó cho chết hả, u mê ám chướng đi lấy cái đó, người thiện làm cho ta bất thiện, thấy u mê ám chướng không đó. Trời ơi quý vị ơi, trí tuệ Đức Phật là những cái chỗ như vậy đó, lựa đi. Rồi bây giờ lựa đi, chưa đưa trường hợp ra ha, đưa trường hợp ra rồi lựa nghe, ghi ra trường hợp một gì gì gì, không lấy nè, trí tuệ Đức Phật dạy không lấy chỗ này. Trường hợp 2, về Đức Phật dạy lấy chỗ này nè. Đó, trí tuệ Đức Phật chỗ đó. Quánh lên, quánh lên, quánh lên đi, quánh lên đi. À. Quánh lên đi, trùng nhau không sao trơn á, trùng giao nhớ thôi, nhớ nhiều thôi, nhìn ghét mình quen thì mình càng tốt nữa. À. Có được 1 tỷ nó quất được một cái, trúng được một chi ha. À, nó cũng không có sát lắm đâu, nhưng mà thôi có hơn không. Trí tuệ Đức Phật là phải lựa ha, là phải lựa. Ở trong đời nó luôn luôn là những cái trường hợp, nó luôn luôn là những cái trường hợp như vậy đó, mình không có lựa đó thì nghiệp nó lựa cho mình nè, mình không lựa là nghiệp nó lựa cho mình nè.
cho nên là thận trọng ha, thận trọng rồi đó. Đó là lấy trong kinh nha đó con, đó là trong kinh. Bây giờ mình đang lấy ở trong duyên, trong bát thành á. Ok, cảm ơn ký. Thiện, cho qua thiện thì lụm được nè, thiện qua bất thiện loại đi. Thiện qua vô ký cũng được, bất thiện qua thiện nhận, bất thiện qua bất thiện loại, bất thiện mà qua bên vô ký được, vô ký ra thiện. Không biết. Vô ký ra bất thiện loại, vô ký ra vô ký chấp nhận. người ta làm một hành động thản nhiên nào đó, người ta làm một hành động thản nhiên nào đó không thiện không bất thiện. Ví dụ như đó, người ta ngứa cái lưng quá, cái người ta gãi gãi cái lưng, nó là vô ký ha. Cái mình thấy vậy, cái mình lại để tôi giúp bạn cho, để tôi giúp bạn cho, cái mình đưa cho người ta cái cây để cho ta gãi cái lưng của người ta, cho người ta đừng có ngứa nữa. Vậy là mình thiện, người ta là bất thiện, người ta là vô ký, mình là thiện, thì cái đó là cũng được chứ con, cái đó là nhận chứ, cái đó đâu có sai đâu, nó được mà, hiểu không? Rồi vô ký. Người ta vô ký, ví dụ thấy người ta ngáp, thấy người ta ngáp cái bên mình nó ngáp, nó là vô ký, nó là vô ký. Hay người ta ngáp họ, cái mình cũng ngáp nữa, mình cũng ngáp nữa, vậy thế là vô ký dẫn đến vô ký. Cái đó là sao, đâu có sai đâu, đó vẫn nhận được bình thường, nó không sao hết. Thế vô ký qua vô ký, được không? cái nhận đó, có những cái nhận đó là con in đậm lên, có những cái nhận là con bình thường thôi. Có những cái nhận còn bình thường thôi. Sao vậy? Tại vì đó, bắt đầu ở đây, đây cái đó là trí tuệ Đức Phật nha. Nhưng trí tuệ Đức Phật á, mà để giác ngộ nó khác nha. Trí tuệ Đức Phật trong đời thường nó khác. Trí tuệ Đức Phật để giác ngộ nó khác, mà trí tuệ Đức Phật trong đời thường nó khác. Phải để ý cái đó. Vậy thì đó là, đúng rồi, tức là đó, lựa ra, mình phải lựa ra. Lựa ra. Cho nên á là phải thận trọng. Rồi đó, mấy cái sửa dưới luôn á, nãy dưới đó sửa lại luôn mấy cái kia đó, nó sầm luôn. Đó, quý vị thấy nó gõ ra chưa? Nó gõ mùng một kìa không? Nó gõ mùng một chưa? Dễ không? Chỉ tại Đức Phật đó quý vị. Rồi bây giờ đó, mà quý vị lấy chín cái này mà quý vị like nha. Quý vị like với ba cái cửa là thân, ngữ, ý, thân môn. Ngữ môn, ý môn. Đó là nó ra 27 luôn. Ra 27 à, chị kiểm lại nữa hả? Ok, để coi. Ra bất thiện là lỗi liền. Đúng rồi, chính xác con. Đó, ra bất thiện là lỗi liền. Ba thằng gạch bỏ đó là chính xác rồi đó. Trời, quá đẹp luôn ta. Xịn quá ta, xài đủ hết luôn ha. Cái chỗ in đậm là cái chỗ mà mình có trí tuệ. Cái chỗ in đậm là chỗ mình có trí tuệ, mình kiểm soát được con. Còn vô ký đó là kết quả rồi. Mình đâu có tâm tố đâu, mình đâu có tâm tố đâu, thành ra mình đâu có tâm mà Đức Phật đâu, mà là cái tâm quả của mình đó là kết quả rồi, nó đâu có chọn lựa gì được nữa cho mình để mình đi được đâu, con đường giác ngộ đâu. Cho nên đó là mình chỉ chọn là cái phần thiện á, là mình lựa cái chỗ đó là mình in đậm nên mình chú ý chỗ đó, là mình lựa là nó đưa cho mình đi giác ngộ được, nhớ không, hiểu không, hiểu không? Đúng rồi, mình phải lựa cái gì mà nó đưa mình đi giác ngộ được chứ. Chứ tâm đó là tâm quả rồi, nó có đưa đi đâu nữa đâu. Tâm quả nó trả cái một là nó hết luôn, rụi luôn rồi, đâu còn nữa đâu mà đưa. Đó, hành thử ra mình lựa là mình phải lựa cái thiện. Lựa cái thiện nó còn cho mình đi đến con đường giác ngộ giải thoát nữa. Chứ đó mà mình lựa cái gì đâu không là chết liền ha. Thì quý vị mới thấy không, chỉ tại Đức Phật. Chỉ tại Đức Phật có phải lựa gì đó. Chỗ thiện, chỗ vô ký,
đâu rồi, cái chỗ vũ ký có thiện nữa hả? À đúng rồi, vũ ký thiện cũng nhận luôn, có in hồng thế này lên thì coi. À in luôn cái chỗ mà thiện đi, à, thiện là nhận đó ký ơi, cái chỗ mà vô ký qua thiện á, cái chỗ nào mà mình thiện á ha là mình in đậm lên. Được không? Hiện tại đó là mình đó, là chưa có cái tâm 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 tốt, chưa có cái tâm tố bậc thánh, thành thử ra đó là mình chỉ có thể là sử dụng cái tâm thiện để mà mình tu tập, mình tiến tới. À vì vậy mà cái chỗ nào thiện là mình lụm liền, à mình lụm liền. Vậy thì mình đó là đây, quý vị nhìn ba cái in đậm của quý vị đó ha, chỗ ký in đậm đó quý vị mới thấy cái gì? Y pháp bất y nhân. À, quý vị thấy y pháp bất y nhân chỗ nào vậy? Y pháp bất y nhân chỗ nào vậy? Hả? Hả? Đúng rồi, trời ơi, hay á. Y pháp bất y nhân. Người ta xấu, cợi người ta. Trời, ngu hả? Ngu hả đi bị người ta lôi theo. Không, người ta xấu, cợi người ta. Người ta xấu, mình phải tốt, mình phải tốt, mình phải tốt đẹp chứ không phải người ta xấu mình xấu theo người ta, chết ngắt liền. Trí tuệ Đức Phật không bao giờ chọn cái đó, chọn cái đó là u mê. Sao cái trí tệ đâu mà trí tệ, à nhém này ha, nhém rồi, ừ nhém rồi, hên à, hên à, hên là có trí tuệ Đức Phật à. Không có là chết ngắt rồi. Đó, ở trong đời là phải biết khôn khéo, mà trong đời khôn khéo mình học chi, học đó mà trong đời mình sống cho nó khôn khéo chứ chi, học cho lắm vô xong rồi đó ra đời chọn tào lao. À, trời chọn tào lao không mà chọn tào lao chết, chọn tào lao chết, ai chết mình chết chứ ai chết. Trời ơi sáng lên này ha, trời ơi xà thú, xà thú. À đó trí tuệ Đức Phật là gì đó con ha, nhìn thấy mình thấy nhìn thấy. Người thiện, người bất thiện, người vô ký, người sao ta bất cởi, ta phải thiện, ta phải thiện, ta nắm lấy ta không nắm lấy người, nắm lấy ta không nắm lấy người, nắm lấy người là chết liền, nắm lấy người là chết liền. À đây cái bắt đầu mới tới đây, đây ngu nè, bắt đầu tới bắt đầu kể chuyện ngu nè. Rồi đó người ta thiện cái mình bất thiện, lấy ví dụ rồi ở trong đời bị nhóc luôn, bị nhóc luôn, bị mênh mông luôn, người ta thiện mình bất thiện, ba cái trường hợp loại của quý vị đó thấy không, ba trường hợp loại của quý vị đó ha, lấy ví dụ cho ba trường hợp đó. Trời đất ơi quý vị lấy ví dụ rồi quý vị mới thấy mình u mê, mình không có một miếng trí tuệ Đức Phật luôn đó, mình học cho lắm luôn mình không có trí tuệ Đức Phật vậy đó. Ô, mình phải lấy nhiều ví dụ và thiệt nhiều ví dụ để mình tránh để không khôi là tiêu. Lộc có nè, người ta góp ý để mình cải thiện cái mình bất bói. Người ta với tâm tốt đẹp muốn góp ý cho mình tốt đẹp, cái mình bực bội hơn người ta thiện mình bất thiện, u mê chưa, đó phổ biến đó, thấy người ta làm tốt cái mình ganh tị với người ta, đó người ta làm tốt người ta thiện sanh mình bất thiện, trời đất ơi chết chưa. Người ta kêu mình đặt câu hỏi cho mình phát triển trí tuệ, người ta thiện mình nổi quạo, thấy ngu không, bất thiện trời ơi quá sức tưởng tượng à. Người ta chia sẻ đồ ăn với mình, cái người ta nói nè bạn mời bạn ăn, cái ta nhìn lại không còn miếng nào ăn luôn. Người ta bố thí, người ta bố thí mà ai ngờ đâu có mình hốt luôn, mà mình tưởng ta bố thí ba la mật. Người ta quên nói bố thí bình thường. Đó người ta tốt ha, người ta tốt xong quay qua mình không còn liêm sĩ luôn, đó người ta thiện mình bất thiện, trời ơi kinh khiếp vậy đó. Mốt phải hỏi à. Đúng rồi, đâu mà không biết phải hỏi chứ sao làm đại được con, trời trời chết à. Hỏi chưa muốn lắm đâu. Làm tăng nó nhột à.
mà lấy thảo mình ăn thiệt. Đó quý vị không, cái đầu tiên thôi, người ta thiện cái mình bắt thiện à, trời ơi, trời nó u mê á. Không, người ta ăn cái người ta không mời mình, người ta ăn người ta không mời mình, cái mình quạo mình tức. À, trời đất ơi, mình bất thiện, người ta ăn người ta không mời mình, có nhiều lý do. Thí dụ người ta giấu đi, người ta ích kỷ, tâm người ta sân, người ta bất thiện, mình thấy ta không cho mình bất thiện theo. Trường hợp hai, trường hợp người ta ăn rất thản nhiên, tại vì ta ăn thôi, người ta không nghĩ đến cái chuyện là mời ai hay sao hết, cái ta du ký, ta chỉ ăn thôi, ăn cách rất tự nhiên thôi, du ký. Mình thấy ta ăn không mời mình tức bất thiện. Trời đất ơi, thấy chưa? Đó, trường hợp ăn thôi đó quý vị. Có cái miếng ăn thôi đó mà ta nói nghe nó thiện, nó bất thiện từa lưa hết trơn như vậy đó. Cái cẩn thận à, phải cẩn thận à. Cái chủ đề toàn người ta ăn không ha. Người ta ăn à, người ta biết nó dở à, vô sân hay mắc khỏi mời. Đúng rồi à, người ta ăn mà người ta biết cái thứ người ta ăn này nó có độc, giống như Đức Phật trước khi chết vậy đó, ngày ăn cái nấm độc đó, xong cái ngày đâu có cho mấy đệ tử ăn đâu, ngày đâu có cho cái ông trên đá đó đem cho mấy sư ăn đâu à, cái dám là nó thấy thôi, chỗ Đức Phật dành ăn mình không cho nó ăn, nó quạo, nó bực, nó tức ha, nó bất thiện. Trong khi Đức Phật biết cái đó nó có độc, không có đưa cho nó ăn đó, người ta thiện nó bất thiện đó, vậy đó, chọn vậy đó, ngu không? Người khen mình cái mình mê đắm, mình nghĩ là có tình ý với mình. Muốn xỉu không? Người ta khen mình tưởng là có tình ý. Bất thiện ủa vậy hả? Vậy là hai tăng, là hai tăng khác nhau hả? Thầy tưởng đâu là có một chứ, vậy là đứng đầu hai mic à, vậy là khác nha ha. Hồi nãy nói đâu có nghe được đâu, dập 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 gì, tưởng đâu con xin du học vậy hả? Hai tăng hả? Vậy đứa mới chiều kêu tăng một tăng hai đi, tăng một là tăng cũ, tăng hai là tăng mới ha. Vậy đi à, Minh Anh hỏi sao Đức Phật không giải thích hả? Trời, chứ người ta đâu có rảnh rùi ta ngồi ta giải thích con Đức Phật cái bệnh gần chết rồi. Rồi sắp tới lúc lìa đời rồi ngồi đó mà giải thích cho tụi nó nghe nữa. Hé, đúng rồi, nếu mà hồi nãy mà nó đã vô nó nói tôi nghe rồi sao mà nó còn xin tôi nữa ha. Hợp lý à, vậy là tôi quên tình tiết đó. Trời ơi tỷ thấy thầy nhắc nhở nên tưởng thầy quan tâm lắm, lỡ sa đọa tí thầy biết thầy kéo về liền, khỏi tu chi cho mất công. Trời, cái tà kiến hôm bữa nè quý vị, cái tà kiến hôm bữa đó đọa thấy không? Muốn xỉu không quý vị thấy không? Dùng trí tuệ Đức Phật để lựa ha, lựa. Thấy quý vị ghi rõ không? Sư ghi cho mình rất rõ đó ha, là dùng trí tuệ của Đức Phật để vượt qua khỏi cái tà kiến, ở vượt qua khỏi cái nghiệp đêm hồi đó, là nó chi phối mình, nó chi phối đó mình à. Vậy thì cái nghiệp này đó nó được hai hiểu hai ha, nó hiểu hai ha, hiểu hai tầng nghĩa nha quý vị. Tầng nghĩa số 1 nè, số 1 là cái nãy giờ mình đang nói đó, tức là mấy cái nghiệp đó bất thiện à, không có dính vô là mình đi đọa, mình đọa, mình không có cơ hội để mình tiến lên, mình giác ngộ giải thoát đâu à. Đó là một cái phải hiểu, khi mà chúng ta còn đi trên một cái con đường dài hơn một kiếp người này à, thì chúng ta làm như vậy. Nếu như đó mà quý vị mà muốn giác ngộ ngay trong đời này nha à, quý vị muốn giác ngộ ngay trong đời này
Thì quý vị phải lựa cái gì? À, quý vị muốn giác ngộ ngay trong đời này, quý vị phải lựa cái thằng du ký. À, quý vị phải lựa thằng du ký là tâm tố đó. À, quý vị phải lựa để mà làm sao đó, nó làm gì đó quý vị sanh tâm quả rồi, không có đi tiếp tục nữa, không có đi tiếp tục nữa, sanh tâm quả rồi không đi tiếp tục nữa. Rồi sau đó thực hành Vipassana, thực hành minh sát niệm xứ đó, Satipatthana đó, để mà đắc chứng đạo quả ngay trong đời này luôn. Thì đó là quý vị lựa cái thằng không có in đậm. Có hai cái phương án cho quý vị nha. Trong lòng nó còn muốn đi, nó còn có, cái đó là bình thường, cái đó là bình thường đó. Là chúng ta vẫn còn dính trong cái hữu đó con, cái hữu kiến đó. Tức là cái một trong những cái loại mà nó bị sai đó, là mình cho rằng là mình vẫn còn muốn với cái cuộc đời này, vẫn còn đi với cái cuộc đời này đó, thì chúng ta vẫn còn bị dính cái đó, cho nên là bình thường ha. Bởi vì thầy mới là hai hai loại cho con đó, một cái loại in đậm và một cái không đó. Có người á là 35 mặt đời này người ta đủ rồi, 35 mặt đời này người ta đủ rồi, nghe nhiều đó người ta hoan hỉ lắm, người ta nghĩ là à cái mình chỉ chọn cái phần du ký chứ, du ký chứ, để mình không có còn phải dính nghiệp nữa, mình không có muốn đi nữa, và mình thực hành rốt ráo, mình thực hành rốt ráo Satipatthana niệm xứ, minh sát niệm xứ, để mà mình đi giải thoát trong kiếp này luôn, không có còn đi vòng chơi nữa. Người đủ hạnh 35 mặt rồi đó là người ta nghĩ như vậy á, ta nghĩ như vậy, và người ta đi hành cái điều đó, tức là chọn cái phần không có in đậm ha. Nếu như chưa quý vị đây á mà chưa có thấy mình như vậy, vẫn còn dính vòng hữu, vẫn còn chấp hữu, thì quý vị chọn phần in đậm, hai hai phương án nha, cái đó tự ghi nha, tự ghi được không? Hai phương án nha, để sau này đó mình có hướng dẫn người khác á, mình cũng phải biết á, hai phương án như vậy. Trong đây bao nhiêu vị, đâu bao nhiêu quý vị chọn in đậm nè, bao nhiêu quý vị chọn không in đậm vậy? Đây có bao nhiêu quý vị chọn in đậm, bao nhiêu chọn không in đậm ha? Tầng 1. Rồi, tầng 2, nãy giờ tầng 2 có phát biểu không ta? Nãy giờ tưởng đâu một tầng. Tầng 2 có phát biểu không? Có hiểu không? In hội chúng này còn in đậm nhiều ha. Hội chúng này vẫn còn tình yêu vẫn đẹp sao ha, cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, chưa muốn giải thoát trong đời, chọn in đậm muốn giải thoát trong đời, chọn cái vẫn ủa lần lận chưa hiểu hả? Đậm luôn ha, cái đậm chứ và tiền phải đậm chứ đậm luôn ha, cái khảo sát đậm nhạt thôi. Còn chữ gì nào đó, chữ gì nào đó? Chưa được làm khảo sát thì cứ ghi lên ha, để mình biết đậm dữ ha con. Hay chọn gạch ngang, tôi không có dám hỏi, hay không có dám hỏi câu đó, bạn liều mạng hơn tôi. Trời ơi, gà bên anh ấy kìa. Chọn gạch ngang là chọn người ta như thế nào con cũng bất thiện á con, người ta như thế nào con cũng quạo hết đó, thấy không? Người ta thiện con cũng quạo nữa, người ta bất thiện con cũng quạo luôn. Y nhân mà bất y pháp á.
Ủa hồi nãy ai bên mọi người đều nói vậy mà à, lợn nó không hiểu ha. Nãy giờ nói tiếng Việt không ai cũng hiểu mà sao nó chưa hiểu ha. Thì con mới nói với thầy đó. Nãy bển rớt mạng hả? Có rớt không? À bạn 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 Tân Hai, bạn Tân Hai có hiểu không? Bạn Tân Hai ơi. À, rồi ơi Hà, Hà có hiểu không con? À, Tân với Hà được không, vợ hai đứa được không? Nay là thì không có xài cái gì thuật ngữ siêu lý hết á. À, nãy giờ nói là đời đời không đó, thiện hơn bất thiện rồi đời không á. À, vô ký. Hiểu, ok, rồi rồi được ha, tốt. Cũng mi có hỏi hả, ai có hỏi gửi lên nha. Chọn in đậm như nguyện giải thoát, khác với chọn vô ký mà nguyện giải thoát. Đâu khác nhau quá cô mi, khác nhau á. Cái người đó mà người ta chọn vô ký đó nguyện giải thoát á, là người ta có thể đi được cái kiếp này luôn á. Nó kiếp này vẫn còn tới tới các bậc thánh mà vẫn còn thành tựu bậc thánh được á. Thành thử ra là cái đó của người ta mạnh lắm, cái đó người ta mạnh lắm. Mà đó cô mi nghe mà sư Sáng Nhiên giảng đó là sư chuyên gia nhấn nhấn vô mấy cái chỗ này không nè. À, tại vì hội chúng đó, hội chúng bệnh già hết rồi, hội chúng già hết rồi, đi được người nào liền đó là hoan hỷ lắm, nên sư toàn nhấn vô mấy cái chỗ đó không à, là gợi cho người ta chọn đó, là chỉ chọn đi giác ngộ đi thì chờ gì nữa đó. Như sư chuyên gia là nhấn mạnh vô mấy cái đó không đó. Quý vị nghe pháp để ý á, à, quý vị thấy liền chỗ đó hả? À, có để ý ha, tốt tốt tốt, có để ý nghe, phải để ý, để ý là mình sẽ thấy được đại sư nói cái như thế nào. À, hưởng hết chuyện lạc được đó. Đúng rồi đúng rồi. Nhà sư bên ông cấp cô độc cũng vậy đó. À, ông còn thích đi, ông còn thích đi, ông chưa có muốn. À, nhưng mà đó là ngày đi có chừng mực ha, ngày đi có chừng mực, tức là ngày đi nhưng mà là đã bậc thánh rồi, ngày bậc thánh này không còn lui lui sụp nữa. Chúng ta này, chúng ta còn lui sụp này, à, chúng ta bất định này, cho nên chúng ta phải cẩn thận đó. À, ngày cấp cô độc là ngày chỉ còn đó là quay lại trái đất này đó, trong cái sự hữu hạn, chúng ta là vô hạn đó. À, chưa không kịp á. Thật ra nếu như bây giờ mà chúng ta thấy chưa, chúng ta chưa có cái muốn lớn đó, là cái muốn bên du ký á, là chúng ta chưa có được nhiều ba la mật hết á. À, chúng ta chưa có được nhiều ba la mật hết, nên trong cái đoạn thời gian còn lại có 2.000 năm, hơn 2.000 năm nữa không kịp á, sợ là không kịp đâu. Quý vị nào á mà bây giờ nè mà đã bắt đầu có cái ý nguyện mà lớn lắm luôn, muốn chọn cái thằng không có in đậm á, à, quý vị đó thành tựu được á, thành tựu được ở trong cái thời giáo pháp này. Còn quý vị nào mà chưa có cái đó đó thì khó thành tựu trong cái thời giáo pháp này lắm. À, phải chờ nữa à, cái ba la mật chưa đủ. À, càng sớm càng tốt, nhưng khi thực hành thì phải thế nào mới đúng với cái nguyện đó. À, vụt ký, à đúng rồi, khi á mà nếu như á mà lựa là giải thoát liền đó ha. À, ngay ở trong cái đời này, cái hạnh nguyện mạnh đó là bắt buộc phải có tâm xả ba la mật nó mạnh. À, tức là phải xả ba la mật nó rất là mạnh luôn, không đi nữa, bỏ, xả bỏ. À, mọi thứ là buông hết, buông hết mới đi được nha. Cái người đó mà có cái đó đó là quý vị nhìn đó là quý vị biết liền, là quý vị tiếp xúc quý vị biết liền.
người ta không có cái sự giữ gì hết á, không có sự giữ gì hết á, đâu nó trọn vẹn á, cái hành xả 35 mặt á là nó mạnh lắm. Và là cái người nào mà có cái điều đó mạnh như vậy đó, nó là một cái dấu chỉ. À, đúng rồi đó, tần tần có cái comment nó chán ơi, chơi chán rồi xả bỏ đi rút, không không có còn người thích vòng vòng nữa à. Cho nên á là rất là khó à, rất là khó, không có dễ đâu à. Thành thử ra đó quý vị để ý đó, quý vị sẽ nhìn thấy được, quý vị nhìn thấy được, quý vị biết liền à. À. Ừ. Chọn in đậm hả, hồi dối lòng hả, muốn xỉu à, à. Đó thì khi đó mà mình có cái trí tuệ Đức Phật á, quý vị lựa, quý vị lựa được ha. À, không có trí tuệ Đức Phật mình không biết, làm đại à, làm đại à. À. Ám ảnh thì tối nay chọn gạch ngang không chết nữa à, vậy đó là quý vị gõ chưa, quý vị gõ cái câu này của sư chưa, ổn chưa? Ai suy ghi có tí xíu rồi à, suy ghi có tí xíu rồi, nhưng mà ra chúng ta đó là nó ra vậy đó à, nhiều vậy đó. Này là chưa có nhân lên cho ba cái thân ngữ ý nữa đó nha, ba cái cửa đó là ba cái cửa đó nhân vô nữa là nó còn chi tiết nữa đó nha. À, cái lời nói của người ta đó à, cái lời nói của người ta đó là nó có thiện bất thiện vô ký ha. À, hành vi ha, hành động đó và ý niệm nữa, thì quý vị đi gắng để ý cái đó nha, lựa nha. Nay mình học rồi mới có trí tuệ Đức Phật để lựa, không có mà để cho nghiệp nó tự trổ nha, nghiệp nó tự trổ nó dẫn là chết à. À, phải thật là cẩn thận, nghiệp nó hay lắm, nó tinh tinh vi tinh tế lắm. Vậy thì á, nghiệp á, nó đang dẫn chúng ta đó à, là nó dẫn ra chúng ta vô trong mấy cái chữ loại á, mấy cái chữ mà chúng ta loại đó, mà thường là học sinh nó làm nó hay nhận tào lao nghiệm lắm á, giải bài toán ít nó nhận nghiệm tào lao không à, là do đâu gì được, nghiệp dẫn đó quý vị, mà nghiệp dẫn đó dẫn vô mấy cái thứ đó không à, không có đúng, không có trúng à, không có đạt được à. À, nghiệp nghiệp đó nó hiển bày, tức là thay vì đó mình có lựa chọn, mình dùng trí tuệ Đức Phật mình lựa, là mình lựa mấy cái mà chữ mà mình nhận á con, nhưng mà mình không dùng trí tuệ Đức Phật thì nó sẽ rớt vô mấy cái mình loại á con. Cái gì đó, cái gì mà đưa cho con cái sự nhận loại đó, cái gì mà đưa cho con cái sự nhận loại đó, nó là trí tuệ Đức Phật. Không có trí tuệ Đức Phật chúng ta không biết, chúng ta không biết tất cả những điều đó ha. Đây nè, tôi ví dụ cho quý vị nè, ở trong đời người ta quánh mình phải quánh lại người ta, quý vị có nghe cái đó chưa? À, người ta đối xử tàn tệ với mình phải đối xử tàn tệ lại với người ta, quý vị có nghe cái điều đó chưa? Đấy, người ta bất thiện mình bất thiện với người ta đó, ở trong đời đó. Vâng, đối với đạo Nho đó, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn đó, đó đó là đạo Nho đó. À, thì như vậy đó quý vị thấy đời nó chọn cái gì, nó chọn trả nghiệp à, anh sẽ chọn trả nghiệp không à. À, à, giáo viên bị trường đi thì đi đi học sinh lại. Cho nên đó đúng à, người ta hay nói vậy đó, người ta đối xử với mình nên sao đó mình phải đối xử lại người ta như vậy, xin thưa nói là đi trả nghiệp, đi theo nghiệp không à, không có miếng trí tuệ Đức Phật nữa, chết ngắt liền à. Cho nên đó là phải rất cẩn thận, rất cẩn thận, đó là nghiệp nó dẫn, cái đó là đường đi của nghiệp nó vậy đó. À, oán báo oán, oán nó chất chồng, à, ân báo oán, oán nó mới tiêu tan. À, đi con hả, à, nghiệp thiện dẫn à, nghiệp thiện dẫn là hồi nãy giờ mình đang nói rồi đó. Khi mà mình nói là nghiệp á, tức là mình mặc định nó đã đang nói về bất thiện, mình đang nói về bất thiện, cho nên phải hiểu rồi đó, chứ không thôi cái mình nói cái nó bị trớt nữa.
Còn cái mà hồi nãy mà thầy nói là chọn cái bên cái đường du ký á con, cái đường du ký là mình nhận không in đậm đó, nên là nghiệp nào mình cũng bỏ, nghiệp nào mình cũng bỏ, à nghiệp nào mình cũng bỏ, thiện cũng bỏ, bất thiện cũng bỏ luôn, đi du ký hành xả, à, giải thoát giác ngộ liền, không có chờ, nên là mình đi con đường du ký, hiểu chưa? À. Còn mà cái nghiệp thiện mà nó dẫn đó thì mình mới có thể chọn được cái con đường thiện, à. Còn không là mình chọn bất thiện, quả quả nó chỗ liền cho mình nè. Câu trong kinh thánh nha, ai đánh má bên trái thì đưa má bên phải cho người ta đánh luôn đi đó. Thì đang bị si ha, si phóng dật cho nên thành ra là không biết là ta đang quánh má trái đưa luôn má phải là à, đó đi đừng chọn nha, người ta bất thiện cái xong cái mình si là cũng bất thiện luôn đó, người ta bất thiện đó mình bất thiện luôn là si ha, si nặng đó à, đúng không? Rồi người ta làm sai đó cái mình cũng hùa theo người ta luôn đó, người ta bất thiện mình cũng bất thiện luôn à, không có chánh tri kiến, không biết đúng sai à, không thoát ra được à. Vậy đó giờ quý vị được chưa, ổn chưa, có ai khó khăn gì không, có ai hỏi gì không? Nó mình chia kỹ cho trong nghiệp duyên nó chia ra nữa ha, câu sanh nghiệp nghề chị thời nghiệp nữa, nó từ từ vô. Ok má bà đã à, nay tại có hai bạn mới á, có các bạn mới thành ra tôi không có dám đi vô nhiều, đi vô nhiều sợ các bạn là không có nắm kịp theo hệ thống đó, nó khó, tôi gán ra ngoài xíu. Này đi vô á thì vô pháp pháp thực tính nha, các pháp thực tính á quý vị học chưa, à các pháp thực tính quý vị học chưa, nhớ không? Ai học ai 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 có học với tôi rồi này, các pháp thực tính này, pháp nào có thực tính ấy à, học được mớ rồi ha. À, bên kinh thánh người ta có dụng ý thiện lành đó là yêu thương tha nhân, yêu thương tha nhân. À, hỏi ha, mình đang phải trả một quả bất thiện, vì quả bất thiện này kéo theo nhiều quả bất thiện khác, sao cái chữ gì nó không dính dáng để cứ cụm trước hết vậy con, cấu trúc câu con kỳ không hiểu, làm cho mình rồi sao chấm ở đó nữa, rồi cái làm cho mình quay cuồng trong mơ hồ thì lúc đó phải làm sao, con hành văn sao cho thầy hiểu đây, có phải là gì không, là con đang phải trả một cái nghiệp bất thiện và nó câu sanh thêm các nghiệp bất thiện khác cùng chỗ khiến cho con mơ hồ quay cuồng thì con phải làm sao, phải hỏi gì không? Ôi trời đất ơi á, thiệt á, người Việt phải dịch lại người Việt nữa. Vậy thì bây giờ mình phải làm hai thứ. Cái thứ nhất á, à, là bây giờ mình phải làm việc tốt để cho các quả thiện á, à, các cái nghiệp thiện á, nó trổ quả thiện kịp để mà nó giảm lại, à, nó giảm các cái sức ảnh hưởng, các cái mãnh lực của thằng bất thiện kia đó, nó được ngăn trừ, nó được ngăn trừ. Cái thứ hai á là phải xác định các cái quả bất thiện câu sanh kèm theo, các cái quả mà nó sẽ chuẩn bị chỗ tiếp tới để mà đi đoạn trừ, đi giảm, đi tránh hai thứ. Chứ cái quả thiện mà nó đang trổ rồi thì đâu có cản gì được nữa đâu, nhưng mà nó sẽ kéo thêm tiếp nữa các cái thằng khác trổ nữa, cho nên phải quán sát, dùng trí tuệ quán sát coi nó chuẩn bị nó kéo tới bầy bầy lũ lũ nó là thằng nào, rồi bắt đầu đi đoạn nhân, đoạn nhân đừng cho nó trổ lên. À, cái đó làm được, trí tuệ Đức Phật làm được. Thứ hai là phải đi làm phước, phải đi làm phước nguyện à, cho cái quả thiện đó, nó xen nghe, nó cắn nghe, nó vô hiệu quá cái nghiệp mà chuẩn bị trổ à, nó trở thành vô hiệu nghiệp, thì hai cái cách đó nó có thể giúp mình được, hiểu không? Ok à, có ai hỏi gì nữa hỏi.
pháp có thực tính là tâm tâm sở sắc pháp niết bàn. À, nói thì cũng như không nói luôn. Sắc không phải sắc nào cũng có thực tính nha. Cái sắc thực tính, sắc phi thực tính. Này học sắc có nói rồi. Hồi trước học pháp thực tính cũng nói rồi. À, đi vô đó đó là đi vô siêu lý đó nha. Đi vô duyên đó là phân tích duyên trong siêu lý đó. À, vô duyên trong siêu lý là thực tính đó đó, là thấy cái thằng đó đó, chứ không phải thiện bất thiện vô ký mà nãy giờ tôi nói ngoài đời đâu. À. Mà đi vô đó là phải hiểu à. Phải hiểu, phải nhớ, phải hiểu, phải nhớ mới vô đó được. Thế chắc cái này tôi phải chờ, tôi chờ tới nhỏ thằng béo nó học lên tới tới đó tôi mới dạy cái này quá. Các bạn học á thì một phần này lũng, một phần này không nhớ. À, phần lũng thì phần này không nhớ, phần nhớ thì không hiểu. Trời đất ơi, trên thâu thế hệ này gì học ứng dụng rồi thì vô trong ruột thì chắc phải chờ thế hệ sau. Vô trong ruột đó, đó thuộc thắng, ruột thuộc thắng đó. Phức tạp á. Thế hệ này xây nền đặng mà đẻ ra đời sau học tiếp đó, trời đất ơi á, muốn xỉu à. Coi tác ý rồi đó. Thấy cũng đâu có tệ à. Ứng dụng ít dụng. Vậy thì phải gán học đi, gán ứng dụng được đi, rồi gán thành thục đi, rồi cái có thì giờ đấy, rồi cái học lại với sách nhỏ đấy, học lại với sách nhỏ đấy, sách nhỏ này sau này chỉ dạy là toàn vô ruột không à, không có dạy ứng dụng với tụi nhỏ mà ứng dụng nhiêu đâu, vô ruột hết. Sau này nó nắm vững rồi đó, nắm vững rồi vô tới đây phân tích toàn pháp siêu lý không, trời nó phê đó. Phân tích pháp siêu lý không à, à không có ra đời chi cho nó mệt, thì tự nó ra đời nó xử thôi à. Mình khỏe á. Quá trời. Ở vậy đó là nó tới hai cái ngưỡng, là hai cái ngưỡng đi học, là một cái ngưỡng là học để xài thế gian ha, một ngưỡng học để xài thế gian là nãy giờ mình làm đó. Ngưỡng học để xài thế gian. Cái ngưỡng thứ hai học để thực chứng pháp siêu lý, rồi phải qua cái ngưỡng học để xài thế gian trước rồi mới tới ngưỡng học để thực chứng pháp siêu lý. Quý vị còn lạch ạch cái bên học để thực hiện bên các pháp thế gian không, chưa xong chưa tới thì học để thực chứng pháp siêu lý, nên phải cố gắng, nên phải cố gắng, rất cố gắng thực, phải thực hành. Hành mà nó cứ ịt đuổi rồi khó lắm. Cái gì cố gắng thêm. Thôi hôm nay nhiêu vậy thôi. Nghĩ còn trẻ đó. Rồi ok thôi nghỉ ha. Chúc quý vị ngủ ngon, giữ sức khỏe. Hẹn gặp lại tuần sau. Tuần học một câu. Nay học tới mấy câu lận thôi. Sư viết sâu lắm, phải chú giải ra. Bye bye quý vị.